Hello cả nhà, đã quay trở lại kênh Nguyễn Diệu TV. Hôm nay cũng nhân dịp ngày lễ Tết Tây, chúc cả nhà có một năm mới được dồi dào, an lành và hạnh phúc nha cả nhà. Hôm nay Nguyễn Diệu có một người bạn đến từ thành phố Hồ Chí Minh xuống Tây An, Long An cả nhà, để đi với tụi vợ chồng Nguyễn Diệu Canemen đó. Con biết bơi chưa? Biết lặn chứ không biết bơi. Con biết lặn chứ biết bơi phải không? Chú quay trên chú tên gì? Hả? À? Chú quay YouTube hả? Kênh của chú là Nguyễn Diệu TV, TV á. Bơi đó được. Wow, lần đầu con được dập chú luôn á. Rồi, cứ về cứ mở cái kênh là Nguyễn Diệu chữ T chữ V nữa là liền. Ok. Nguyễn Diệu chữ T chữ V. Nha. Chú, rồi. Chào chào cả nhà đi tụi con. Chào cả nhà nha. Vui cả nhà, được, nó thấy thương ghê cả nhà. Nhóc bơi được không? Bên mới bơi được nè chú. Hôm nay chú vô đây bơi không? Không, chú ơi, nhà chú gần đây. Chú vô đây bơi được không chú? Không, không đó, không cho, nước dơ lắm con, đừng bơi đó con. Con nay mấy tuổi rồi? Vậy. Hả? Nó đang có 7 tuổi. Hôm nay con 9. Học lớp mấy? Lớp 4. Lớp 4 hả? Lớp 4. Nhà con đâu? Nhà con đâu? Nhà con á. Bơ. À, con đi chơi đua đây bơ với ai? Có mẹ theo không? Có ba theo không? Không. Ba Nguyễn đang coi học lớp 6 năm trường trung học cơ sở Gò Đen. Đó, anh này anh giới thiệu cho ai đẹp trai không nó. Gò Đen hả? Học Gò Đen hả? Dạ, trường trung học cơ sở Gò Đen. Ok. Đó, nhà con đối diện trường mầm non ông. Đừng lội này dơ lắm, nước dơ lọc ra phải không? Bà con tắm đi. Rồi mời cả nhà theo chân Nguyễn Diệu nha. Hello cả nhà, nay có bà bạn mình ghé chơi, quay cái cảnh review hồ bơi cho bà bạn mình rồi. Lát đi chung tàu trực tiếp cận cảnh quay cho cả nhà cùng xem nha cả nhà nha. Nó ăn mình nè. Hello cả nhà ca phụ. Đó là bà bạn của mình ở thành phố xuống dắt đi review những cái khám phá cảnh đẹp lát đi sinh tồn với cả nhà. Nhà cũng nít. Nãy có điện cho ông Tấn giờ ông về chưa? Giờ ông đang đâu? Thì chắc về đây thì chó ông ghé cũng gần đó thôi. Nó không cũng gần không sao đâu. Biết mà chỉ cái biết liền. Đây là nơi lý tưởng thanh tịnh, nơi nghỉ dưỡng ok. Kêu đủ quá trời luôn.
Đào phong phục. Hả? Nè, đất này của ổng không à, ổng nuôi cá và ổng nuôi vịt từ lửa cho luôn. Hả? Ổng là ổng trầm kỹ cho người ta vô cái thôi. Cái đường chỗ nhà anh Diệu là mấy mét vậy? Không phải 4 mét đâu không? Không tới. Cái đường chỗ nào? Đó, đây nè, cái đường ngang nhà anh đó. Đâu, cái đường nhỏ hả? Nhỏ hả? Chỗ em mở 4 mét mặt đất. Của nhà em nó dài nhiều hơn. Ừ. 4 mét là ngon luôn đó anh Diệu. Buồn nhất luôn. Cái này, cái khúc này là ông mới mua xong. Không phải nè, ông nở cái thụ nghe làm gì không? Thì cái mặt cái nhà như vậy, nhà đó là của ổng luôn, hiểu không? Cái đây nó lặn ra đó nè. Ừ. Cái này đúng rồi. Đó là ổng mới mua sau này, nên sau này ổng làm được hơi trường gì đây. Hát ghê không? Quá lý tưởng không? Thì up lên truyền hình thì người ta thấy người đẹp của gì Cần Thơ đẹp, mình phải tự tin sống cuộc đời, mình phải tự tin lên, không có gì mà em đẹp mà không có xấu đâu, không dùm lịch sự đàng hoàng nè, không có thấy không, không anh lịch sự đẹp đàng hoàng, chỉ đàng hoàng chứ không phải là xấu đâu nha, cái nào người ra nói thiệt anh già mới xấu nè. Nè, mặt cắn ngách mà đang xì không? Không, ok không? Một người thì cái đó không quan trọng, quan trọng là mình thật tình thôi. Vô tư. Cái chỗ quen biết của anh mà. Quá đẹp luôn. Nguyên giờ nó đủ luôn. Bên đây là một cánh đồng nhỏ. Bầu trời quá đẹp luôn, mát mẻ thanh bình. Đây là bạn chí cốt của mình nha cả nhà. Phải thì xin tờ của bà ngại, chữa bà ngại sống đó cả nhà thông cảm nha.